gì nè, sau khi mà tiến thi án tử hình thì con nhớ không lầm là dì Năm có đưa cái hũ tro cốt của Tiến từ Sài Gòn đi ra Bắc, là tức là muốn cho Tiến về quê cha đất tổ đó. Dạ, về cha thăm lại quê cha đất tổ một lần. Thì con nghe đâu trên chuyến xe đó có rất nhiều sự cố, dì Năm nhớ lại câu chuyện đó không dì Năm? Nhớ có dây cỡ đó lúc là mỏi mà thật không biết sao đem ra cái chỗ mà cái chỗ chợ đầu mối đó, có cái bến xe Nam Bắc đó. Là ra đó là có cái xe đầu tiên là lên, chưa có người nào, nó hôm 12 giờ chưa chạy. Thì dì Năm với Dương Năm nó là lên xe ôm dì Năm quậy cái vỏ là cái hũ cốt con Tiến trong đó đó. Dì Năm lên xe ngồi, để nó hôm 12 giờ chạy. Thì cái thằng đó nó ngồi cho khoảng một tiếng đồng hồ không thấy một người nào lên hết đó. Cái nó mới nói là đánh xe Bắc Nam đi nè, thôi thì dì nào giờ dì cái cô chú qua đây đi đi. Con đi bây giờ con chờ chuyến xe khác con đi chứ bây giờ không có khách thì không đi. Nó nói như vậy thì dì Năm phóng qua đó thì đi khoảng một đoạn đường thì nó chết máy. Chết cả 3 tiếng đồng hồ nó sủa hoài sủa quỷ được cái sữa hồi cả cả chạy khúc nữa. Cái chết 3 tiếng nữa là tháo tiếng rồi. Cái bắt đầu cái ở ngoài Bắc nó mới điện thì dì Năm á là đi tới đâu rồi, cái dì Năm mới nói tới Bình Thuận Ninh Thuận gì đó. Cái bắt đầu cái đi nữa, đi khúc nữa, cái bắt đầu chết máy nữa, cũng 3 tiếng đồng hồ mỏi mệt lắm. Ba lúc đó khoảng 11 giờ đêm mà. Cái mấy bác nó mấy điện nó hỏi tới đâu rồi thì tệ ở nó tao đồng nghĩa tao chờ đem về để thả xuống đó. Cái nói là chết máy nữa rồi chị ơi. Cái bà nói là mua vé cho nó đi, mua vé cho nó mà nó mới đi được. Thế rồi chị Năm mới nói là thôi ba mày lại nói với ông chủ xe nè, mua một vé xe nữa đi dọc đường có người là lên thì mua, nói là mua vé xe nữa dọc đường có người lên, thế là chủ xe không biết liền. Nó nói cô chú có chở hàng không? Cái bà nó mới nói trớ rồi nói không có hàng gì, tại vì tôi muốn mua cái vé xe gì nè, tại vì hồi đó tôi có một thằng Út nó còn sống á, là tôi đi về nội nó là nó đòi đi theo, mà giờ này nó chết lâu rồi, mà giờ tôi đi á tôi nghi xe nó vậy nó đòi theo thôi, tôi mua cái vé xe cho nó đi thôi. Ông nói vậy, ông nói cũng nghe có lý. Thì cái thằng chủ xe mới nói là thôi thì con cho nó đi đó, mà chú cái gì chú nói thiệt nha, không giỡn đùa với cái những cái vụ này đâu nha. À, mấy anh chủ xe nói vậy, cái là ông nói không thiệt mà. Cái là cô mới gửi tiền dọc theo xe dọc đường đi, mỗi lần đậu xuống là Dương Năm gửi tiền, đâu có tiền vàng mã đâu, gửi 5.000 10.000 cái gì không có 5.000 10.000 cái tờ 20.000 cũng rải luôn. Tiền thiệt mình á. Cái rải vậy, cái bắt đầu cái mua vé xe, cái thằng kia nói thôi giờ con cho nó đi. Cái gì Năm mới nói rồi chú ơi, ít nhiều chú cũng đi, cái thằng nhỏ này nó kỳ cục, chú cho nó không dám đi đâu, cho nó không chịu nhận đâu, tại vì con bao nhiêu người ủng hộ gì Năm nó cũng biểu đừng nhận, nó không có tánh tham lam gì Năm biết, nó thôi đừng nhận mẹ ơi. Cái là gì Năm mới nói là nó như vậy đó, thôi chú ít nhiều chú cầm tiền thì cái chú mới nói là cho nhiêu thì cho. Cái ba nó mới lấy 300.000 về cho chú. Mới vừa dứt tiếng chưa được 5 phút đồng hồ là sửa sẵn điện thoại điện này điện kia là bỏ vô túi rồi xong, máy chạy đi một mạch về tới Bắc luôn, không có gì hết trơn, mua cái vé xe ra đây xong đó là đi luôn một mạch. Con ơi mỏi mệt, dọc đường xe nó hư rồi nằm xuống mỏi mệt lắm rồi hả, đâu có hay chị đâu, đi ra mua xe lửa không được, mua xe máy bay cũng không được, rồi mới về đi xe đò đó. Là bắt đầu cái nó đủ thứ, cái mấy đứa nó nói mẹ ơi đi xe hư liền liền rồi, xe Honda chở nó cũng không được nữa, bây giờ chắc nó đòi về nhà quá, mới chở về nhà cho nó. Người ta nói là hư cốt không được mang vô nhà thì để nó ngoài cửa, con biết không, để nó ngoài cửa. Nó nói Tiến ơi con về con thăm nhà đi rồi đi theo mẹ ra ngoài Bắc nha, thôi thì về ai ra ngoài xây mồ cho mã cho con đẹp, chứ con ở trong này đó thì không có mồ có mã đẹp như ngoài đó đâu, thôi con về ngoài nằm gần với mấy bác với ông nội bà nội, con về ngoài đó con không cô đơn, con ở trong này con mình con cô đơn lắm con có biết không, nghe lời mẹ đi theo mẹ nha. Rồi mới ôm nó đi, chứ không là tính gửi nó vô chùa luôn rồi. Tính gửi vô chùa gần đó mà cũng khiến nó lại chùa đó người ta đóng cửa không có nhà, là ta đã hứa trước rồi là đã sẽ nhận Tiến vô, nhưng mà cái bữa chết là dì Năm lật đi cũng đâu cho người ta hay, tới chừng mang hũ cốt về thì người ta không có nhà, thôi đành ra đem ra bắt luôn. Rồi đem ra bắt như vậy nó rồi bắt đầu mấy bác nó mới là tụng kinh cho nó xong rồi mới xin keo là cho nó nhập quan xuống đó, coi nó có đồng ý không. Bác nó xin keo 3-4 lần không được là bác ghẻ, tới chừng bác ruột lại xin cái mà được, là nó chịu nhập quan xuống đó thì cũng làm lễ lòng lọc cũng dữ lắm.
dì Năm nghĩ cái dì Năm cũng an tâm, thấy là cái phần đó là dì Năm lo cho nó được rồi, mồ mả cũng là đẹp đẽ rồi thì dì Năm thấy an tâm một cái rồi hả. Về đây thì rồi ba nó làm đụng như vậy, ba nó phụ với dì Năm mà tiền nhà tiền tiền nhà trọ đồ đó rồi không phụ của mình, dì Năm làm không được. Rồi dì Năm cũng qua ở chung với con, thì tính là dì Năm tính đi làm ta rửa chén cho quán quán nhậu quá. Sơn với mấy nó thôi mẹ ơi, mẹ già mẹ đi làm con sửa xe đây mà con nuôi mẹ không được, để người ta kêu yêu con, người ta nói con thằng trai mà không nuôi được mẹ à, thôi thì mẹ ở với con đi, đừng có mắm ăn mắm, có rau ăn rau, có mẹ đi đâu. Thì mướn cái trong nhà này là 2,5 triệu, có cặp vợ chồng tụi nó ở phụ vô đây nữa là người phân nửa, thành ra nó cũng đỡ tiền nhà đi. Dì Năm, cái vụ án của thảm sát Bình Phước á, cũng đã trôi qua 4 năm rồi, và anh Tiến cũng đã thi hành án rồi. Đến ngày hôm nay thì dì Năm còn trăn trở điều gì nhiều không dì Năm? Dì Năm rất nói gì dì Năm rất trăn trở, là trăn trở con cái điều là thằng Tiến đáng ra thì mấy ổng căng ra cái tiền án nặng án nhẹ, thì đáng ra là nó án chung thân là vừa, mà Tiến chết thì dì Năm cũng thấy trăn trở, rất là trăn trở. Trăn trở vì sao? Gia đình có công với cách mạng, chưa từng có tiền án tiền sự bất cứ ai, chưa có dòng họ, chưa có ai nha, mà hả bao nhiêu xương máu máu của cha ông đã đổ xuống, bên ngoại bên nội đều tất cả hết, kể cả gì bây giờ hiện tại gì đáng ra gì nghèo, gì không làm được cái giấy tờ để gì, hồi đó là gì làm bên đoàn dân công của quân đội của tỉnh Trà Vinh, sau gì năm qua bên ty giáo dục, gì năm cũng làm bên cách mạng từ cái lúc 13 tuổi rồi. Hồi còn thời chiến tranh cũng như bộ đội nó nằm vùng ở đây rồi hả, đi giữa chừng đứt đoạn, thì hồi đó đâu có điện, dì Năm còn nhỏ mà, dì Năm mới lên báo là bộ đội còn tốt bên này, lúc mấy giờ lại đây gặp nhau, để không là hai người gặp nhau bắn sao, Liên giao liên liên giao liên luôn, vừa làm dân công mà vừa làm giao liên như vậy đó. Mà cũng giờ mấy ổng kêu dì Năm về quê đó là làm giấy làm tờ để người ta làm chứng được cái cho dì Năm lãnh lương lãnh này kia, nhưng mà dì Năm không có khả năng tiền đi tới đi lui để mà lo đó, rồi thành ra dì Năm cũng bỏ phế luôn, dì Năm cũng không ấy. Còn gia đình nhà dì Năm biết bao nhiêu, nhưng mà dì Năm có ân hận con cái, chưa bao giờ làm cháu điều gì mà có một tiếng bị chỗ này một cái là dì Năm rất là mắc cỡ, mà rất là ân hận, rất là xấu hổ với người ta, đi ra không dám nhìn ai là một, rồi nó nhiều anh em bà con chú bác nó giờ đại học công an này này kia nọ đủ thứ hết, nó cũng ảnh hưởng. Giờ cháu đứa cháu ngoại học lớp 11 mà nó học nhất nhì toàn trường, nhất nhì toàn trường không, sau này mới làm cũng ảnh hưởng một cái lý lịch, con hiểu không, cũng đau khổ cũng trăn trở đủ thứ, nhưng mà cũng không được cái gì tất cả. Con biết không, nhiều người điện cho dì Năm đó là chỉ xin cái giấy mà tòa sơ thẩm với phúc thẩm, hai cái giấy đó thôi để cho người ta làm xin giảm án trong tiếng, mà dì Năm nghĩ là gia đình nhà mình là gia đình cách mạng, nếu dơ cho những người nước ngoài đó, do những người đó người ta làm ấn loạn lên tùm lum hết rồi, có liệu có được giảm án trong tiếng hay không, hay là đã nó làm tùm lum rồi cấp trên người ta đã buồn phiền mình làm là mình làm mình đưa lên để làm loạn này kia kia nọ, là tiếng không được giảm án cho nên dì Năm im hết. Chứ nếu mà dì Năm chỉ cần lên tiếng cái ngày tiếng chết, nếu mà dì Năm cho biết được gì thay, dì Năm nghĩ là nổi loạn luôn, nổi loạn luôn trên đồng sọ chúng ở đây, cho nên dì Năm im ru không dám ho không dám nói gì hết trơn. Người ta nói là ấn chiến dì Năm đi tới đâu người ta đi tới đó, mà dì Năm cũng không dám cho, không cho. Chứ nên tiếng nó chết như vậy, đáng ra mấy ông cho chung thân là cái đời nó đã quá nặng rồi, quá nặng là nó biết ăn năn hối cải, mà nó cái đời nó cũng còn làm được cái gì nữa đâu, nhưng mà không cho nó được một cái sự sống. Nó dì Năm à, có một cái dì Năm thắc mắc về nè, người ta nói một câu nói này mà dì Năm không biết trả lời sao đây nè. Người ta nói một câu nói này nè, không có thằng Tiến làm gì thằng Dương giết được, này là một cái câu nói này, sao người ta không nghĩ một câu nói này, thằng không có thằng Thổi nó đưa thằng Tiến vô, con hay nghĩ không, đêm đầu tiên là nó thằng Thổi nó biết trước là đi giết người, thằng Tiến không biết giết người,
Nhưng mà không có thằng Thổi rồi nó lừa thằng Tiến, mà không có thằng Tiến rồi nó cũng lừa người khác. Mà nếu như dì Năm thắc mắc một câu nói này, cái suy nghĩ này nữa, nếu thằng Vĩ không ra mở cửa thì cả nhà cũng không ai chết, mà thằng Vĩ còn sống, thằng Tiến còn sống thì hai thằng này vô cái tội gì đó, dì Năm cứ có phải vậy không đó. Nhưng mà cái đó mấy ông không phân tích được ra cho nó rõ ràng để cho mình được thỏa mãn, chỉ có đánh đồng chung với thằng chủ mưu mà đưa đi luôn. Lại chỗ đó dì Năm còn hơi thắc mắc. Con có đọc lại cái bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm thì con nhớ rằng là người mà biết cái vụ đi gây ra vụ thảm sát Bình Phước đó là Trần Đình Thoại. Đúng rồi, Trần Thoại thì Đình bây giờ đang đối mặt là bản án 18 năm tù, Thoại 16 năm. 16 năm tù. Rồi Vũ Văn Tiến khi mà Dương dẫn đi thì cứ nghĩ là lên trên đó đòi nợ và lấy tài sản trả lại cái phần nợ thôi. Và trong những cái lần mà sát hại á, là ít nhất 4 lần Tiếng đầu về Tiến đòi về và Tiến biểu ngưng đi, ngưng ngưng đi. đi Nhưng nhưng mà đáp đúng lại cái những cái mắt lườm, lườm rất là gay gắt của Dương, cho nên là Tiến phải thực hiện theo ừ, những đúng rồi cái điều khiển của Dương. đúng rồi Thì điều đó thì là cô Thi rất là trăn trở và có rất nhiều bức tâm thư gửi cho Chủ tịch nước và các lãnh đạo cấp cao. nhưng mà chỉ Con biết mong rằng bây giờ vụ việc nó đã trôi qua hết rồi, mọi thứ đã thi án rồi. Tuy nhiên thì dư luận vẫn có cái nhìn mà theo cô Thi là thấy vẫn chưa có khách quan lắm. Thì đúng nếu ngày hôm nay cô Thi muốn chia sẻ cái điều gì liên quan tới cái quá trình gây án vụ ra vụ thảm sát Bình Phước cô Thi? thì đó dì Năm đã nói cái trăn trở của dì Năm đó, là một là thằng Thoại đó đã biết trước sự việc này, còn thằng Tiến không biết trước sự việc này, mà thằng Thoại nó đã từ chối nó không đi thì thằng Dương nó lừa thằng Tiến. Thì ví dụ giờ không có thằng Tiến thì nó cũng lừa thằng khác, nhưng lại dư luận lại nói là không có thằng Tiến làm sao Dương giết được. Cái câu đó thì cũng 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 hơi đau lòng một chút, tại vì những người phân tích ra nó chưa được cặn kẽ lắm, và những cái như 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 thằng Vĩ nó đã trói bị trói như vậy, thì lúc mà Vĩ nó bị xỉu á thì cái tòa án có đọc rõ ràng mà là cháu Vĩ thằng này nó đã xỉu rồi mày còn cứu được đó mày ơi, thôi đi về đi, tao không làm được đâu, tao còn cha còn mẹ. Thì những câu nói đó thằng Tiến nó có muốn không? Không hề muốn. Rồi đó thằng Dương mới đâm thằng Vĩ chết để dằn mặt thằng Tiến mà thôi. Thì thằng Tiến nó biết thằng Tiến nhát gan mà, thì làm như vậy thì nó kêu thằng Tiến đi làm cái gì thằng Tiến. Thì lúc đó thì tòa án có hỏi lúc đó là Tiến có cảm giác gì, thì Tiến có trả lời tại tòa là Tiến lúc đó là dúng người, dúng tất nhiên là tay chân bủng rủng hết rồi, là không còn làm gì nữa, chỉ sai làm thì làm thôi. Tới ra tòa phúc thẩm thì Tiến đó là Dương biểu thì nó trói là trói cho có thôi, nhưng mà phải chịu hình phạt như vậy. Thì lúc đó thằng Tiến nó nói là nó chết nó không cam, mà nó nói là nếu như vậy là nó chết nó không cam, nó có nói mà. Cô còn nhớ cái cảm xúc của cô mà lúc mà được mà bên thi hành án mời lên trụ sở ủy ban này làm cái thủ tục mà nhận thi thể Lúc đó vậy là dì Năm phải chết lặng rồi, dì Năm mới nói là chị thứ ba nó là kêu lên ba mày viết cái lá đơn này giùm cho mẹ đi, chứ sao mẹ không không biết đường viết nữa rồi. Ôi, nếu mà Tiến mà có việc gì thì tụi con lo giúp cho mẹ. Chắc là mẹ xỉu chứ mẹ đi không có được nữa đâu. Bây giờ là mẹ muốn xỉu rồi, có đâu mẹ được tới lúc đó mà mẹ mà đi nữa. Cái là lúc mà viết lá đơn là ở xã người ta không đồng ý, ba nó viết lá đơn ở xã không đồng ý. Là dì Năm mới về thì dì Năm viết lại. Dì Năm viết lại rồi lên trên đó người ta mới đồng ý. Rồi thì dì Năm đem lên đó là lên trên đó là chị ba của Tiến đem vô nộp. Dì Năm ngồi ở ngoài tòa án của Bình Phước coi, dì Năm muốn xỉu. Dì Năm lúc đó là ngồi cũng chết lặng không biết suy nghĩ gì nữa, người chết lặng luôn. Rồi lúc đó là cái dì Năm nghĩ là chắc chừng mà nó báo chắc là dì Năm không tưởng tượng được. Rồi lúc đó dì Năm lo đủ thứ, nào là như thế này thế kia, rồi đi bằng cách gì, lo cho con bằng cách gì, rồi dì Năm suy nghĩ có một mình dì Năm thôi. Lúc đó báo một cái là 6:30 chứ sáng là dì Năm bủng rủng tay chân, dì Năm kêu trời cái là mẹ con Diệu lại nó giúp dì Năm là mẹ 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 bình tĩnh, mẹ lo cho nó chứ mẹ không lo cho nó, con không biết đường đâu con lo đâu mẹ ơi, bình tĩnh. Cái dì Năm giúp người cái gì uống một hớp nước, dì Năm đứng dậy cái dì Năm nói mày kêu xe taxi đi, là bà làm dì Năm mới điện cho ba nó là ông lên thằng Tiến chết rồi, là bắt đầu kêu xe taxi lên chở lên thì chục tú có 80.000 mới điện cho chị nó. Ở chị thứ hai nó ngoan ơi ngoan, con chạy con mượn ai cho mẹ 10 triệu đi, đi lên lo cho ông Tiến, Tiến chết rồi. Rồi con đi sau mẹ đi trước đây,
lên trển nằm chạy lo tứ lung tung hết trơn. Rồi bắt đầu mới đem vô, rồi trong khi đó mượn được 10 triệu mới là ta lại người ta lấy tiền, thì chị nó vừa đem tiền lên tới còn lại đi dơ cho người ta cái hồi cái chú Hùng đó, mộng Hùng á, lên cái bắt đầu nó dơ cho dì Năm 10 triệu. Dì Năm mới trả lại cho chị thứ hai đó là mượn của ai đó, trả liền lập tức. Tại vì Tiến nó chết là nó biểu đừng có để dính níu gì cái vụ nó chết đó. Dì Năm sợ lên đó, nó không có chịu vậy, cho nên dì Năm cái cỡ nào cái dì Năm không có để. Thí dụ người ta cho dì Năm nhận, nhưng mà cái thiếu nợ là dì Năm không để cho thiếu nợ, sợ Tiến nó buồn cái chết nó không yên tâm. Rồi cái là cô Chi mới gửi cho dì Năm 3 triệu, rồi người này 1 triệu 2 triệu nữa, rồi dì Năm mới có tiền dì Năm đưa đi. Còn ba nó là nghe cái ông chỗ mà công ty của ba nó làm, thì ông đó nói là ba nó chơi ba chừng hụi, nó để Tiến có chuyện gì đang hốt hụi lo cho nó, mà ông không hốt đồng nào. Hỏi ông có tiền ông đem nêu tiền không, nói không có 3 triệu, thì 3 triệu ông đưa cái xe taxi hết 1 triệu mấy rồi, thì đâu còn nhiêu nữa. Rồi tới chừng mà đi ra Bắc thì ông cũng mượn tiền cho dì Năm, ông làm bộ ông mượn tiền dì Năm thôi, chứ thật ra ông có tiền nhiều, rất nhiều, mà không lo cho dì Năm 1 đồng nào. Cái ngày mà dì lên ủy ban ấy, là viết cái lá đơn ấy, thì sau đó là 3 ngày sau là Tiến là bị thi hành án luôn, đúng không? Thì cái quãng thời gian 3 ngày đấy với dì như thế nào gì? Dì Năm còn nghĩ là còn được đi thăm được 1 lần nữa, nhưng mà dì Năm nó suy nghĩ gì? Ba nó cũng không nói tới dì Năm 1 tiếng, nói là Tiến nó chết như thế nào, Tiến kia cũng không nói những năng gì, vì dì Năm biết nói dai, dì Năm không biết nói dai, một mình một sắp xếp trong đầu, nghĩ trong đầu à. Bây giờ không có tiền thì chắc nếu có chuyện gì thì mượn chị hai nó đi, mượn người ta giùm cho chị hai nó thì chắc quen người ta nhiều thì mượn, cũng như dì Năm làm công nhân đi mượn ai cho nó. Chị Năm nghĩ vậy, cái là thôi thì mượn thiêu trước mắt nó thiêu, nếu mà không có chuyện gì xảy ra nữa thì mình đem gửi vô chùa, rồi không may rồi dì Năm mới điểm cho bác nó, cầu cứu bác nó mới được. Chứ dì Năm đau trước ngày thi hành án là 3 ngày, thì 3 đêm đó dì Năm trằn trọc như thế nào? Dì Năm nằm đêm mình suy nghĩ, cứ nước mắt chảy thôi, chảy khóc rồi không biết nó biết, nó có biết không, nếu nó biết về cũng muốn nói gì với mẹ cũng không nói được, thì cái nào đau khổ hơn. Dì Năm đau khổ không tưởng tượng được, thì con chị nó mới nói mẹ ơi mẹ đừng có buồn, để từ từ mẹ lo cho nó, chứ mẹ mà mẹ quỵ xuống nói là ai lo đi làm. Mẹ cô dì Năm cũng không làm nổi, dì Năm nói là nếu dì Năm đi làm là Năm xỉu, nhưng mà không biết cất cớ gì mà có lúc mà báo tử nó một cái dì Năm kêu chờ là dịu nó lại, nó vuốt dì Năm cái là dì Năm lấy cái bình tĩnh lại, dì Năm lấy bình tĩnh lại để dì Năm lo cho Tiến, nếu mà dì Năm quỵ xuống đây là không ai lo được nè. Rồi trong cách nó không biết đâu rồi bơ vơ, rồi tiền thiêu nó, rồi tiền đâu trả nè. Rồi con suy nghĩ không tưởng tượng được. Cái đêm cuối cùng, đêm đó thì chắc có lẽ Tiến phải thức dậy lúc 1-2 giờ sáng rồi. Không, thức sáng đêm. Thì đêm đó dì Năm chuẩn bị chạy xuống dưới Bình Dương như thế nào? Dì Năm mới là kêu con Diệu là con điện xe đi rồi tập trung đi, đi xuống dưới rồi đi ra tới Bình Phước rồi thì tới chỗ mà Tiến chết rồi, thì lúc đó cũng 8-9 giờ rồi đó. 9 giờ rồi làm giấy làm tờ cả tiếng đồng hồ nữa, rồi vô tắp rửa liệm nó mới đem đi. Đem đi chắc cũng cả 10 giờ mới lại tới lò thiêu. 10 giờ tới lò thiêu thì tới 1 giờ mới thiêu. 1 giờ lại tại chờ cũng mấy dì cháu nó ở bên Đồng Nai qua để dò mặt nó đó, lần cuối. Nói chung là cũng được dịp may Hùng với cô Chi giúp đỡ, thì cũng đưa cho nó được an táng đàng hoàng. Vâng. Là dì Năm không có gì đau khổ bằng. Chỉ một mình nằm ngồi 5 đứa con như vậy mà ba nó không đỡ đần cho dì Năm một chút xíu nào. Dì Năm rất là ân hận. Những cái năm tháng dì Năm có nói câu nói vậy, dì Năm mới nói vậy nè: tán gan Tiến nó bị tòa tuyên án tử hình, thì lúc đó tôi chỉ có mong ông ở nhà với tôi thôi, để chia sẻ với nhau mà lo chung sức, lo cho nó. Đó là tôi lúc đó tôi khổ tột đỉnh luôn rồi, không còn gì nữa. Vậy mà ông vẫn đi đâu mày, ông chăm qua yêu đương nào là thơ viết từ rồi ông lên mạng, ông thậm chí là nói chuyện ngay trước mặt dì Năm luôn, hỏi con còn gì để nói nữa không, không còn gì để nói nữa hết, rất là đau buồn. Và những người ta nói là người ta đang nằm bệnh viện để sau này người ta bớt bệnh rồi ta về ta thăm, rồi ổng cũng nói là dì Năm không có nhà là thôi dì Năm rồi ở với con, có lo gì thì muốn giúp đỡ gì thì nói chuyện với ổng thôi, thành ra người ta cũng không tới gặp dì Năm. Tiến bây giờ thỉnh thoảng thì có hay về tâm sự với gì không? Có lần dì Năm mới nói là
mẹ nhớ con lắm Tiến ơi, chỉ cần con cho mẹ thấy mặt đi là mẹ mừng. Đó là chị Năm về nằm giọng ngủ giấc thương, thế về ngồi kế mình mặc cái áo sọc, mặc cái áo sọc cái đôi giữa quần ghim về, về nói mẹ, mẹ mẹ phải ông mẹ. Cái là chị Năm trắng dáng lên, chị Năm giật mình thức dậy không thấy được lâu, có chút xíu như vậy thôi, là từ đó sau chị Năm cũng không thấy nữa. Nào nó cho mấy anh mấy chị nó thấy, còn nó không cho gì nó thấy. À các anh có, tức là các anh các chị của Tiến là có gặp lại em. Ừ dạ. À. Thấy em liền liền à, mà nó về nó nói với chị dâu nó nói là em lúc này hết tiền xài. Nó là bắt đầu mấy đi mấy đứa mấy điện quay rồi gì năm mới mua tiền vàng bạc đốt cho nó. Mấy gì năm nói ủa sao ngộ vậy, tao đốt tiền vàng bạc cho nó nè, mua nhà đốt cho nó nè. Rồi à, mua quần áo đốt cho nó nè, mua xe đốt cho nó nữa mà sao mà nó không thiếu tiền xài. Chắc mà bay thiếu nợ nó, tại vì hồi đó thằng anh nó đó là mượn chiếc xe của nó bán đồng tiêu. Rồi trong thẻ ATM nó cũng còn mấy triệu lấy đồng tiêu hết trơn của thằng nhỏ đi không. Nó đi không bơ vơ đấy. Rồi đi làm cũng đi bộ, tội nghiệp nó hiền không nói một câu nào. Mà Tiến bên đấy rồi Tiến có gặp lại gia đình nhà ấy không, gia đình nhà nạn nhân không, với lại gặp Dương không? Dì Năm hả? Dì Năm hả? Không không, Tiến về rồi đấy, Tiến có kể lại, Tiến có gặp lại mấy cái người không, nạn nhân ấy, không, người gặp không, Dương không? Không không, có hề nói vậy, không có nghe. Con nhớ là cái bữa cơm ăn Huệ thì Tiến có viết lại cho một bức thư. Đúng rồi, còn cho dì bức Năm. Thư còn. Dì Năm giữ không? Dì Năm có giữ cho con xem đó. Ờ. Lúc nào dì Năm cũng giữ, suốt cuộc đời này dì Năm giữ mãi. Dì Năm chết thì dì Năm ăn theo rồi, dì Năm không còn nữa. Đây là cái hộp quà mà trong đó có rất là nhiều bức thư, kỷ vật. Và có cả những cái bức, những cái... cái giấy bao tử cũng có trong này luôn, dì Năm cứ để trong này. Hộp quà giá trị nhất của dì Năm á. Giấy tờ rồi, của... tới cái nỗi mà có cái liều thuốc của thằng Tiến uống còn lại gì Năm cũng giữ nè, cái hộp này, hộp nó mới mua cái điện thoại có tuần nó bị bắt nè, là cái liều thuốc cảm của nó uống nó còn lại gì Năm cũng giữ. Dạ, tất cả những kỷ vật của con, những tấm ảnh, thuốc và một chiếc điện thoại mà Tiến mua, gì Năm vẫn giữ trong lòng. Dạ. Giữ mãi. Giờ kính chào ba mẹ, hôm nay ngày 20/9/2018, ba mẹ giữ gìn sức khỏe, sau khi con đi rồi ba mẹ cũng đừng buồn nữa, đừng nhắc đến vụ án của con nữa. Và mọi chuyện qua rồi, con mong ba mẹ và mấy anh chị bình an. Con Vũ Văn Tiến ký tên. Mình biết rằng là cái cảm xúc của chỉ còn có vài phút nữa thì mình sẽ đối mặt cái án tử, thì chắc có lẽ viết được những cái dòng này thì Tiến cũng phải dùng hết tất cả sức lực và sức bình sinh của mình mới viết nổi. Tại vì hầu hết những người tử tù vào cái giây phút cuối cùng thì không khó giữ được bình tĩnh lắm. Đúng. Nhưng mà những cái nét chữ như thế này thì rất cố gắng mới viết được. Đúng rồi. Đây đó. Vì Năm đau. Đây, nó hồi nó mới là 17 18 tuổi. À đây là hồi hình của Tiến. Vâng. Chụp với đám cưới đang đám cho năm tiệc. Đám cưới của người anh á. À dạ. Đám cưới anh này. Ba. Đúng. Ba nè. Ba. Chị thứ ba nè. Đây này anh Sơn nè. Cái này anh Hải nè. Hải Sơn rồi mấy Tiến nè. Đây là đều là ảnh chụp những cái kỷ niệm mà đẹp nhất của gia đình đấy. Là đi du lịch này. Rồi đám cưới hay đám tiệc phải không ạ? Những cái khoảng khác mà những cái ký ức mà đẹp đẽ của gia đình đấy. Và bây giờ thì dì vẫn lưu giữ lại, thỉnh thoảng bỏ ra xem. Chắc đây cũng là một cái động lực của dì để sống tiếp những cái ngày tháng sau khi mà việc mà Tiến đã mất đi. Dì con lên cái clip này con cho dì Năm gửi lời cảm ơn cho những người đã giúp đỡ cho Tiến và dì Năm những ngày tháng đã qua. Dì Năm không biết nói gì hơn, chúc mọi người được vui vẻ hạnh phúc. Và cảm ơn nhất là Mộng Hùng và cô Chi. Dạ. Con hai thì... người đã đồng hành theo dì Năm suốt 4 năm trời lo cho Tiến. Dì Năm không biết nói gì hơn. Cái này con chắc có lẽ dì Năm cũng quên một cái nhân vật mà con biết rằng là một cái cô này, cô ở Thảo. Bên Mỹ, cô Thảo, đúng cô rồi, Thảo ở Công Tâm. Cô Thảo ở Công Tâm là một trong những người mà mình nhớ rất rõ trong cái hành trình chuỗi ngày gần 3 năm ròng rã
mẹ của Vũ Văn Tiến đi khắp nơi, gõ cửa khắp nơi để cầu cứu, thì cô Thảo là người chỉ dẫn rất tận tình. Cái điều đặc biệt lớn nhất là cô Thảo có sự tác động các đại biểu quốc hội như là Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng. Và hồi đó thì ai là chủ tịch quốc hội ta? Nguyễn Sinh Hùng thì cũng tác động rất là nhiều. Đúng rồi, cũng là cô Thảo ơi, chị Thảo mà nhiều năm mới biết. Chị biết sao không? Tại vì ở ngoài Bắc ngoài đó là người ta nói là dì Năm ra ngoài có biết gì không, thì dì Năm nói thôi tự dì Năm làm, dì Năm đi thôi, không dính líu với ai hết. Thì tới chừng mà người ta cũng không nghĩ là dì Năm biết chỗ mà đi, thì tới đó dì Năm đi thì điều ai cũng ngỡ ngàng là sao lại biết. Thì nói gì cũng là cái tình thương mọi người giúp đỡ mới biết thôi, chứ cũng không phải mà tự nhiên mà biết như vậy đó. Dì Năm thấy rất là nghĩ là Tiến chết đúng, nó thời thanh niên thấy nó khổ, con ở nhà nghèo khổ này, chưa từng ngủ một cái miếng niệm, quần áo thì chỉ có mấy bộ thôi. Dì Năm nhớ là nó có hai cái quần liên kết đầu gối, dì Năm giá ba lần, mướn người ta giá ba lần hai bệt đầu gối, vậy vẫn bận. Con thấy có thanh niên nào vậy không, vẫn bận đi làm, nghĩ là đau, nghĩ là thương nó chỗ đó quá trời. Thanh niên mà quần giá ba lần vậy mà cũng còn mặc mà đi mà làm, chứ cũng phải xe xuống. Vì Năm đau là đau vậy, nó quá hiền, thành ra nó quá ngu, người ta gạt nó cánh trái rồi dễ dàng, chứ nó cũng không nghĩ là Dương gạt nó mà nó mới đi. Chứ nếu mà nó nghĩ Dương gạt thì nó làm sao nó đi được. Mà nếu mà Dương nói thật đây thì là có của giết người thì thằng Tiến nó cũng không đi. Nhưng mà vì Năm đau là vì Năm muốn, bây giờ thằng Tiến nó đứng đó là vì Năm nghĩ là Tiến nó cầu cứu chị mẹ với ba, nhất là ba, con biết bao gia đình ở ngoài đó có góc khác là nó biết, tại vì gia đình làm đại học công an bộ đội rồi tắc cưng làm chân cẳng ngoài đó là mấy bác biết hết. Thành ra nó nghĩ là ba sẽ cứu đó, nhưng mà không ngờ là ba không có cứu được, ba không quan tâm gì tới con hết trơn á. Mà vì Năm vẫn nói dối, nói rằng là ba lo, đau lòng là chỗ đó, nhưng mà gốc cuộc này ba nó không lo, nhưng mà lúc chết thì các bác lo cho nó. Thì lúc mà nó còn sống thì các bác cũng gửi cho vài chục triệu để lo cho nó, nhưng mà ba không hề lo một đồng nào. Thị cũng đau, đau vì Năm đau lắm. Con ơi con, vì Năm nằm đây cái gì Năm cứ kêu khóc, khóc miết chứ không quên được. Vì Năm ta nói là ngoan ngoãn để mà sống chứ vì Năm không quên được. Cái vì Năm nghĩ bụng gì này, vì Năm nếu là mà vì Năm mà chết á mà gặp được Tiến, vì Năm chắc liền. Vì Năm không bao giờ mà dò dự một chút nào luôn. Nên không biết có gặp được con hay không thôi, chứ còn nếu người ta nói là 100% chết xuống giờ rồi gặp Tiến thì mẹ con đi liền, mẹ vì Năm vẫn sẵn sàng. Chứ vì Năm cũng không tin, vì thương con quá mất. Vì Năm cũng cảm ơn con, vì cảm ơn những người mà đã lo cho vì Năm, với lại những người cô Phương, cô gì đó ở bên Mỹ, thì mấy cô thì có cái chú nào đó cũng có gửi cho vì Năm là 200 đô hay gì đó. Thì những cô đó thì vì Năm cũng rất là cảm ơn rất nhiều. Cũng biết rằng là trải dài qua những cái chuỗi ngày như vậy, đến ngày hôm nay là mọi thứ đã an bài rồi. Cuộc gặp gỡ hôm nay thì con nghĩ rằng là nếu những ai không hiểu thì nghĩ là con và cô đang khơi gợi lại những cái nỗi đau, mà nỗi đau của cô và cả nỗi đau của những nạn nhân. Nhưng thực sự thì con muốn gặp hôm nay để muốn thêm những cái trăn trở của cô và muốn gửi lời cảm ơn của cô đến những cái người ẩn danh, những người đã giúp đỡ cho cô từ lâu mà cô cũng không nói được nên lời. Thì cái ngày hôm nay thì cô cũng mong muốn để gửi lời những người như vậy đã giúp cô bao nhiêu năm trời. Nhưng mà cô nghĩ là mấy người đó là cao cả đối với Năm tất cả hết. Nhưng vì ba nó không lo được đồng cái gì cho Tiến rồi, máu mủ mà không lo được, thì những người ngoài lo cho mình được như vậy thì trên đời này cũng hiếm có lắm.